nhìn rất là ngon, không quá đỏ, như là ăn beef steak thịt bò thì nó sẽ an toàn hơn, màu rất đẹp, mềm, cơm chấm hoa nhài. Chào các bạn, mình cũng không định là up lên cái video này đâu, tại vì thấy lên hình nó cũng đẹp quá, mà cái kết quả cũng rất là đẹp, ngon, đâm ra mình mới muốn chia sẻ cái cách mà mình nướng cái món thịt heo này, thì up lên cho vui thôi nha, chứ không có ý gì là dạy ai cái gì cả, chỉ là chia sẻ thôi. Mình mua được một cái khay thịt mà cái chỗ này nó miếng cắt rất là ngon, nó dày độ khoảng 3 cm, mà mỗi một miếng là nặng khoảng 300 đến 400 gram. Thì cách ướp của mình là mình cho dầu ô liu vào ba miếng thịt này và mình cho khoảng một thìa cà phê muối, chút tiêu, nước tương đậu nành, xạ hương và lá cây mê điệt, hai cái gia vị của Ý cho vào, tại vì mình rất là thích cái gia vị của Ý là mình cho vào và mình ướp được khoảng 3 tiếng đồng hồ thì nó sẽ ngấm vào. Cái muối cho một thìa cà phê thì tùy theo mọi người, nếu như mà mình ăn đậm hơn ấy, mình cho vào thì nó sẽ ngấm và ăn miếng thịt rất là ngon. Thế còn mình cho ít đi thì nó lành hơn, tại vì ăn nhiều muối cũng không tốt. Thì sau đó mình có thể chấm nước mắm thì theo sở thích của nhà mình. Thế còn đây là hai cái loại rau, gọi là rau đi, mà mình muốn dùng cho cái bữa tối ăn với thịt này rất là ngon. Thì mình cũng cho vào, đây là súp lơ này và nấm. Cái nấm này cũng khá to, nó độ khoảng 2 đến 2 đốt rưỡi ngón tay, một đường kính một một cái nấm này, một cây nấm thì mình có hai cây thôi, còn mỗi hai cây thì là nướng cả. Thì cho dầu ô liu vào, cũng cho chút muối, cho chút tiêu và mình cũng cho cái cây xả hương khô và lá cây mê điệt vào. Đây là hai loại gia vị của Ý. Bên này nó bán những cái gia vị khô mà làm trong những cái lọ thủy tinh rất là nhỏ, và nhà mình cũng có cây mê điệt này tươi như các bạn thấy trên màn hình đó, nó rất là thơm mà người ta dùng trong pizza, những cái món của Ý rất là nhiều. Thì cũng ướp tẩm cái này thì cái khi ăn nó rất là thơm. Rồi bây giờ mình sẽ cho mọi người xem cách mình nướng mấy miếng thịt và súp lơ và nấm như thế nào nha. Ok, cái lò này đã nóng, nóng đến 600 độ F, độ của Mỹ. Thì cần cái barbecue nướng cái này 3 miếng thịt. Sạch sẽ không? Rồi mình nướng cả rau luôn. Nướng cả rau cứng tiệt gọi là gì nhỉ, súp lơ, súp lơ. Còn nướng cả mấy cái này cho nó thơm, súp lơ, gia vị của Ý. Đẩy xuống. Vậy là sau 5 phút, 6 phút là cái miếng thịt này đã sắp chín rồi. Ok, thế là bữa tối của mình đã xong. Khi ăn thì mình có thể cho thêm muối hoặc là mình có thể chấm nước mắm cay và mình có thể cho thêm hạt tiêu.
và uống rượu vang đỏ, tại vì đây là thịt heo thì được xếp loại là thịt nó hơi đỏ đỏ giống thịt bò, thế nên người ta dùng rượu vang đỏ. Thế còn vang trắng thì người ta dùng với loại hải sản. Nhìn rất là ngon, không quá đỏ, như là ăn beef steak thịt bò thì nó sẽ an toàn hơn, màu rất đẹp mềm, cơm chấm hoa nhài và kem vanilla với xoài chín cho món tráng miệng. Ta-da!